nghi lễ cho công tác quy tập, cất bốc, di rời hơn 100 phần mộ quân nhân tại nghĩa trang Gò Cà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được các cơ quan chức năng quân khu 5 tiến hành trang trọng, chu đáo, cùng sự chứng kiến của thân nhân, gia đình các liệt sĩ và các cựu chiến binh. Thấy những cảnh này rất xúc động. Lúc nào tôi thấy mình như thế này là nước mắt cũng chảy cả. Cảm ơn các anh. Được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ, những ngày qua, Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Quân khu tiến hành đối chiếu danh sách, tra cứu trên bản đồ, đối chứng tại nghĩa trang, đưa ra phương án tối ưu nhất cho công tác cất bốc quy tập các phần mộ. Đồng thời hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ đưa về địa phương khi có yêu cầu. Với tinh thần quyết tâm cao, hơn 60 cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp cùng lực lượng dân quân cơ động thành phố Đà Nẵng những ngày qua đã tổ chức cất bốc di rời các ngôi mộ liệt sĩ. Chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm cũng mang tính là nhân văn cao cả. Đấy, do vậy là chúng tôi đã quán triệt giáo dục cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phải xác định tốt cái chức trách, xác định tốt được cái yêu cầu cái nhiệm vụ mà quân khu cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt ra đối với đội K52, bảo đảm các cái lực lượng là thực hiện cái nhiệm vụ nó hài hòa và khoa học. Di chuyển các cái hài cốt nó trên cái quá trình các cái cung đường nó an toàn. Các lực lượng phối hợp rất là nhịp nhàng và tiến hành cái nhiệm vụ chính trị được cái là quân khu giao với cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Anh em làm hết sức là tỉ mỉ, thận trọng để làm thế nào đó là đưa các anh các chị về nơi cái vị trí mới của đồng đội mình đầy đủ, an toàn và trang nghiêm. Tri ân các gia đình chính sách, các cơ quan đơn vị quân khu 5 đã hỗ trợ cây, con giống, giúp một số gia đình chính sách khó khăn vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Siêu Bác là một trong những hộ nhận được hỗ trợ này. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pư đã tặng bò giống trị giá gần 15 triệu đồng để tạo sinh kế, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống. Khi tôi nhận được một con bò của Ban Chỉ huy Quân sự, tôi rất là vui. Để chăm sóc con bò tốt hơn, để đẻ nhiều hơn, phát triển kinh tế hơn. Để công tác chính sách quân đội đạt hiệu quả cao, các cơ quan đơn vị quân khu 5 xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể ở các địa phương triển khai đến từng địa bàn. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện là luôn quán triệt giáo dục cho các đơn vị về nội dung là lá lành đùm lá rách, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để hỗ trợ cho các đồng chí là dân quân và gia đình gặp khó khăn về mặt kinh tế, về đời sống, quyên góp làm nhà tình nghĩa. Làm tốt công tác chính sách là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 chú trọng thực hiện. Bằng tình cảm, trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 đã góp phần tăng cường củng cố thế trận lòng dân, giữ vững niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và quân đội.